hổm giờ lỡ thu miền Nam bắt quá trời rồi. Bữa nay nghe nói cái ông này nè, chủ nhà nè, ông đi du lịch chơi hay gì, để bên chùa mình coi có gì không, mình trộm về quýnh miền Bắc tối nay gỡ lại. Quá trời trái cây luôn rồi, thì này chắc vô mánh rồi. Trời ơi, công nhận trái mít ha, nó hôm gì đâu vậy này. Thì này ông đi du lịch đây, mình cũng có tiền luôn, đã. Quá trời trái cây luôn rồi, mít nó hôm, trời ơi trời. Nó hôm chín cây, đã, quất vài trái mới được. Quá đã luôn rồi, nó thơm gì đâu rồi. À, vô nữa rồi, vô rồi. Có bài dịch sim nữa kìa. Có bài dịch sim nữa. Vô bánh rồi. Lụm luôn. Có bài dịch quá chơi luôn rồi. Bắt vài con đi. Mà không được. Cái dịch sim này nhỏ quá. Nếu bắt nó cái nó la. Ở sớm thì người ta nghe. Chết mình. Không được. Bưởi kìa. Có bưởi kìa. Mẻ mà bán ngồi. Bưởi quá trời ngon ta. Bưởi này cũng bán phải chăng cũng được 50-60 ngàn ký rồi, bữa da xanh ngon nè. Đây là để làm vài cái rồi, vụ mánh được rồi. Rồi rồi mày xong rồi, anh trai? Anh đang làm gì vậy anh trai? Dạ anh trai. Ủa anh là chủ vườn này hả anh trai? Chủ đâu chủ, tôi vô vườn bẻ trái cây mà. Gì trời ơi, giờ là anh em mình đồng nghiệp với nhau hả? Nó nghe nè, không phải hai anh em bẻ hết người cái giường của ông đó đi, ở xóm này nó thiệt á, không ai ưa cái ông mập ú lên chứ. Cái thằng mập mà kẹo kẹo không, thằng đó tôi cũng ghét, tôi tính vô đây bẻ hết luôn. Dù mánh rồi, ngại phải đâu có mình em à, em bẻ ít em thấy tiếc, bây giờ có anh em nữa là hai đứa mình bẻ nhiều nữa. Gà chợ hai anh em bán, hai anh em chia đôi. Cái ông đó này ở xóm này ai cũng ghét luôn nhé, cái việc bẻ đại hết cho em. Ngày hai anh em mình bẻ anh quốc canh thôi. Mày bẻ nhiều nhiều vô, tao đứng tàu canh cho anh canh nghe nữa anh trai. Ngon ngon ngó giùm em cái nha, để em bẻ nha. Có cái gì anh em chia. Quá trời bữa ngon luôn. Mít nữa em mới lụm được cái mít ngon nè. Anh trai, rồi bẻ vậy em nghe không có đem theo đồ đựng. Vậy mà nói dân chuyên nghiệp. Trời ơi, đi bẻ trái cây mà không đem theo đồ nghề sao mày đứng. Đây nè, tao chuẩn bị hết nè. Nữa nè. Bị sao anh trai? Mới làm lần đầu tiên à. Nên không có cho bằng anh được. Chắc anh cũng lâu năm đó không? Anh cảm ơn anh nha. Lấy đồ đựng rồi anh em mình chia. Quá đã luôn. Mày thấy tao chu đáo chưa? Đi là phải chuẩn bị cho mày luôn đó. Ủa anh trai, là bộ đó giờ anh đi vô vườn này gọi cái gì mà anh biết trong đây nhiều lắm, cái gì mà anh chuẩn bị về đồ chứ hả? Chỗ này mà sao tao không biết? Chỗ này tao nắm hết luôn. Công nhận anh hay thiệt anh trai. Em để anh luôn á. Chắc là anh chồng mua chừng 10 năm nay hay gì á. Ủa mà làm gì mà anh nắm anh nguyên cái khu vườn này hay vậy anh trai? Nói chung á là chỗ này là tao bao hết. Với lại nè, bây giờ mày mấy mà sách ra tao thấy sao? Ủa mà anh trai, anh ăn trộm mà đó giờ 10 năm trong nghề á, anh có cách nào mà anh chỉ em mà đem ra ngoài cho người ta thấy không? Bây giờ đem cái vỏ này mà đem ra một cái thấy rồi bắt em liền luôn á. Tất nhiên tao phải có cách rồi. Có con chỗ này nha, tao nói mày, tao dẫn mày đi nha. Vô trỏng là không ai thấy luôn. Có một thừa người thấy thôi. Mà ở đâu mà có một người thấy hay với anh trai? Lẹ đi, dẫn em đi, em đi lẹ coi. Mày biết ở đâu không? Trên phường vậy. Trời ơi, mình thấy cái cây mình đi ra chợ mình bán. Cái đâu mình đi lên phường tránh chi hả? Tao là chủ nè, tao dẫn mày lên phường hay rồi. Cái gì anh trai? Anh chủ anh trai. Ủa xong nãy anh nói với em là anh cũng đi bẻ như em mà. Vườn của tao cho tao bẻ tao bán. Mày vô đây làm gì? Mày ăn chậm không? Dạ anh trai. Mày ha. Dạ. Tao nghe mày là nghe khu vực nè. Người ta mất trái cây nhiều à. Nè, công dân nông dân người ta trồng cực khổ. Tao bán, mày vô bạn chậm mày. Anh trai hai mày anh trai. Hai gì? Lên phường đó. Anh trai, chết mẹ rồi anh trai ơi.